bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Israel sẵn sàng tiến quân vào giải Gaza, tập kích sân bay ở Syria. Chúng tôi đang sẵn sàng mở rộng cuộc tấn công bằng việc thực hiện một loạt kế hoạch tập kích, trong đó bao gồm một cuộc tấn công chung và phối hợp giữa đường không, đường biển và trên bộ. Thời báo Israel dẫn thông cáo được IDF đưa ra đêm 14 tháng 10. Theo IDF, lực lượng này đang trong giai đoạn hoàn tất việc huy động hàng trăm nghìn lính dự bị. Trong khi đó, bộ phận phụ trách hậu cần của IDF đang làm việc để có thể cung cấp cho những người lính Israel các trang thiết bị cần thiết cho một cuộc tấn công trên bộ. Những ngày gần đây, các trang thiết bị chiến đấu đã được đưa tới nơi tập trung và nhiều đơn vị thuộc Tổng cục Công nghệ và Hậu cần Israel đang nỗ lực hoàn thành việc cung cấp cho người lính những phương tiện chiến đấu tiên tiến. Các lữ đoàn IDF đã được triển khai ở nhiều khu vực do Israel kiểm soát và đang chuẩn bị cho giai đoạn mới của cuộc xung đột, thông cáo viết thêm. Trong một thông cáo được đưa ra trên mạng xã hội X rạng sáng nay 15 tháng 10, IDF tái khẳng định lực lượng này đang giao tranh với phong trào Hồi giáo Hamas, chứ không phải với người dân sinh sống ở giải Gaza, và thế giới cần hiểu điều đó. Theo hãng tin Reuters, các thông cáo trên được Israel đưa ra chỉ một ngày sau khi IDF yêu cầu người dân sinh sống ở giải Gaza cần di rời khỏi đây. Việc sơ tán này là vì sự an toàn của các bạn, khuyến cáo từ IDF gửi tới người dân Gaza hôm 13 tháng 10 viết. Nhật báo Al-Watan cho hay, IDF đêm 14 tháng 10 đã thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào đường băng của sân bay thành phố Aleppo, Syria, khiến nơi này ngừng hoạt động. Trong một thông cáo đưa ra sau đó, quân đội Syria xác nhận việc IDF đã thực hiện vụ tấn công trên. Vào khoảng 23 giờ 35 đêm 14 tháng 10 giờ địa phương, phía Israel đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào sân bay Aleppo, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và buộc sân bay này phải đóng cửa. Theo thời báo Israel, cuộc tập kích sân bay Aleppo diễn ra chỉ vài giờ sau khi các đơn vị phòng không của IDF thông báo có hai tên lửa được phóng từ Syria nhằm vào cao nguyên Golan. Cả hai tên lửa trên đều rơi xuống khu vực hoang vắng nên không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người hay tài sản.